ông Nguyễn Hải Nam. Rồi vâng, thưa ông Nguyễn Hải Nam, hiện nay thì Việt Nam đang tham gia 16 hiệp định thương mại tự do, viết tắt là FTA, với các nước và khu vực như FTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, EU, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, FTA trong nội khối ASEAN và ASEAN với các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc. Điều này đã khiến nền kinh tế Việt Nam trở nên khá mở và dẫn tới hội nhập ngày càng trở nên sâu rộng hơn. Theo ông, các FTA này đã và sẽ mang lại những cơ hội và thách thức gì cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp của ông nói riêng? Xin mời ông. Vâng. Tôi nghĩ là những cái hiệp định đang cho chúng tôi ở châu Âu thì chúng tôi liên quan đến cái hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu với lại Việt Nam, cũng đàm phán các bên liên quan đã đàm phán, nếu tôi không nhầm, cũng 3-4 năm, năm thứ tư rồi. Và hiện nay cái hiệp định đã được các chính quyền liên quan duyệt, đang cần thông qua Quốc hội Liên minh châu Âu, hy vọng trong 2019 là thông qua trước Liên minh châu Âu sẽ có cái cuộc bầu cử tháng 5 2019, thì tôi nghĩ là sẽ phải sau tháng 5. Đó là về thời lượng của cái hiệp định hy vọng sẽ được thông qua. Còn cái cơ hội thì tôi nghĩ là cái cơ hội chúng tôi có cái cơ hội xem xét cái hiệu quả của các nước Liên minh châu Âu và Việt Nam. Trước đấy là WTO 2007 thì chúng ta đã thấy có ngày hôm nay mười mấy là có những hiệu quả rất, nước Việt Nam mở cửa, có những với sự đòi hỏi của các nước ngoài. Còn Liên minh châu Âu trong cái hiệp định thì sẽ cái cơ hội sẽ rất là lớn cho các một thị trường Liên minh châu Âu, nếu tôi không nhầm, đứng trong top 10 của thế giới. Thế thì đó sẽ là một cơ hội lớn cho Việt Nam xuất khẩu không có thuế trong vòng từ 3 đến 5 năm. Chúng ta cũng nói về kỹ thuật, đó là cơ hội rất lớn cho Việt Nam và các nước Liên minh châu Âu quan tâm đến thị trường Việt Nam. Còn cái gọi là cái thử thách, tôi nghĩ là thử thách lớn nhất có thể là ở nước Việt Nam hơn là Liên minh châu Âu. Theo tôi biết thì cái thử thách thì chúng ta, các doanh nghiệp Việt Nam chưa chuẩn bị lắm, vì đa số cái doanh nghiệp Việt Nam thường là quy mô nhỏ. Thì tôi nghĩ là cái đấy là thứ nhất, là về cái quy mô của các doanh nghiệp Việt Nam từ đây đến khi mà hiệp định vào thì phải chuẩn bị tốt hơn, có thể là sáp nhập để nó to hơn, để có tương ứng nói chuyện với lại doanh nghiệp châu Âu. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai về nguồn, tôi nghĩ trong những cái sản phẩm, cái nguồn, cái xác suất nguồn của sản phẩm Việt Nam là chúng ta cũng phải sẽ một thử thách lớn. Đa số cái theo tôi biết, những sản phẩm của Việt Nam, cái điều kiện của Liên minh châu Âu phải 70% sản xuất ở Việt Nam. Đó là trong Việt Nam chúng ta từ đây đến khi mà hiệp định vào có vào vận hành, chúng ta phải cái là thử thách lớn của chúng ta. Và điểm thứ ba tôi nghĩ là cái tiếp cận của doanh nghiệp Việt Nam đối với các doanh nghiệp của Liên minh châu Âu thì chúng ta đã đang phát triển tốt, tuy nhiên còn rất là giới hạn. Trên tinh thần đó, tôi nghĩ là những hội doanh nhân của các đồng bào ở nước ngoài như chúng tôi thì chúng tôi sẽ đóng góp về cách tiếp cận thị trường cho chúng tôi, địa bàn chúng tôi vẫn. Hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp hiện nay đa số các doanh nghiệp, doanh nhân và cả doanh nghiệp Pháp, chúng tôi có cái thế mạnh, chúng tôi biết rất rõ cái gọi là cái tư duy kinh doanh của nước Pháp. Và vật cái thuận lợi tôi bổ sung thêm, đối với nước Pháp, nước Pháp hai nước lớn nhất trong Liên minh châu Âu thì cái quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam rất là tốt, là một trong đối tác chiến lược. Và tôi nghĩ là trong cái đẩy mạnh cái thỏa hiệp thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu, nước Pháp và nước Đức sẽ là một cái các quốc gia rất là ủng hộ Việt Nam. Có những cái chuyến đi đối với gọi lãnh đạo của các hai nước là một cái thế mạnh để nước doanh nghiệp Việt Nam cũng như là doanh nghiệp Việt Kiều ở châu Âu và doanh nghiệp châu Âu sẽ có đến gần nhau hơn. Chúng ta sẽ, và chúng tôi là những nhân tố để tạo điều kiện ấy. Thưa ông, có lẽ là theo như ông Nam đưa ra thì hiện tại thách thức lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam có lẽ đang là vì quy mô còn chưa được quá đủ rộng, quá lớn để đáp ứng nhu cầu của nước kia.
như vậy thì chúng ta đang đứng trước cơ hội và thách thức đó. Thì doanh nghiệp của các ông đã có những chuẩn bị gì để tận dụng những cơ hội để khắc phục thách thức và biến những thách thức đó thành cơ hội đầu tư kinh doanh phát triển nhiều hơn? Và có lẽ là xin mời ông Nam tiếp tục sẽ đưa ra quan điểm đầu tiên. Vâng, chúng tôi cố gắng gọi là hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tốt nhất có thể trong cái điều kiện chúng tôi cho phép. Cụ thể là chúng tôi thường xuyên làm các với các anh em ở đây ở Việt Nam. Hiện nay tôi vẫn sinh sống và làm việc ở Pháp. Thì chúng tôi để tháo gỡ và để cho các doanh nghiệp Việt Nam biết cái nhu cầu của doanh nghiệp Pháp, thì chúng tôi thường xuyên tiếp đoàn doanh nghiệp nhỏ vừa của Việt Nam tại Pháp. Và cụ thể chúng tôi đưa họ đến các siêu thị chẳng hạn. Trong đấy các bạn cũng biết là ngành nông nghiệp hay nông sản Việt Nam rất là lớn. Tuy nhiên tôi thêm bổ sung nữa, những cái an toàn thực phẩm của ta chưa đáp ứng được với quốc gia quy mô nhỏ. Thì chúng tôi để hỗ trợ những doanh nghiệp đấy, chúng tôi một cách cụ thể, chúng tôi đồng hành với các doanh nghiệp đến tham quan, chia sẻ với các doanh nghiệp Pháp cũng như doanh nghiệp Việt Kiều có thể nhập khẩu hàng Việt Nam. Đấy là cái chúng tôi tiếp cận khá là tích cực. Ngược lại, doanh nghiệp Pháp khi mà họ quan tâm đến doanh nghiệp Việt Nam thì chúng tôi đồng hành với họ để tiếp cận, để gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam tại Việt Nam.